Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dã Sử Chuyện. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lịch sử hình thành đất nước Campuchia hiện đại, một quốc ca bi tráng. Khởi đầu lịch sử trên mảnh đất này là sự tồn tại của Vương quốc Phù Nam. Vương quốc này được chúng ta biết đến thông qua những thư tịch Trung Quốc cổ đại. Qua lương thư của triều nhà Lương chép, nước Phù Nam ở phía nam quận Nhật Nam, trong một vịnh lớn ở Tây Biển. Nước cách Nhật Nam chừng 7.000 lý và cách Lâm Ấp hơn 3.000 lý về phía Tây Nam. Đô Thạch cách biển 500 lý, có một con sông lớn từ Tây Bắc chảy về Đông và đổ ra biển. Nước rộng hơn 3.000 lý, đất thấp và bằng phẳng, khí hậu và phong tục giống Lâm Ấp. Về bản chất, Phù Nam là tập hợp của hàng loạt các tiểu quốc nhỏ có quan hệ mật thiết với nhau. Vương quốc trung tâm Phù Nam nằm ở địa vị tôn chủ mà các tiểu quốc kia phải cống nạp, thần phục. Phù Nam tồn tại được 5 thế kỷ, đến thế kỷ thứ 6 thì theo thư tịch Trung Quốc, Phù Nam bị một nước khác ở phía Bắc đánh bại. Nước đã đánh bại Phù Nam chính là Chân Lạp. Thực chất, Chân Lạp là một tiểu quốc chư hầu của Phù Nam. Địa bàn Chân Lạp nằm ở Semun, Thái Lan đến Champasak, Lào. Quốc gia này do vua Brahmavarman sáng lập nên tục gọi là nước Brahmapura Chân Lạp. Trong thời gian trị vì Chân Lạp, vua Brahmavarman đã chấm dứt sự lệ thuộc vào Phù Nam và đến thời con trai ông, Chân Lạp đã tấn công Phù Nam. Sau khi chiến thắng Phù Nam, người Chân Lạp đã ồ ạt di cư xuống phía Nam, chiếm cứ các vùng lãnh thổ màu mỡ và những người Chân Lạp ấy chính là dân tộc Khmer. Chúng ta cùng quay trở lại với các cổ sử Trung Hoa. Theo Khang Thái, một quan lại Trung Hoa từng tới Phù Nam giữa thế kỷ thứ 3, chép lại rằng xứ này có một người phụ nữ tên Liễu Diệp cai trị. Sau đó, Liễu Diệp thành thân với một người nước ngoài tên Hỗn Điền và lập ra một vương quốc tại đây. Và theo các truyền thuyết bản địa, người ngoại quốc ấy chính là vị ẩn sĩ Ấn Độ tên là Khambu. Ông kết hôn với nữ thần Mera và con cháu của họ được lấy từ tên ghép của hai vị là Khambu Mera, nghĩa là Khmer. Dân tộc Khmer được khởi phát từ đó. Quay trở lại với đất nước Chân Lạp của người Khmer. Giống với Phù Nam, Chân Lạp cũng là một điểm giao thương, một vùng văn hóa quan trọng tại Đông Nam Á. Vương quốc phát triển thịnh đạt trong 100 năm, đến năm 680, quốc vương Chân Lạp là Jayavarman qua đời. Hoàng hậu Jayadevi lên nắm quyền, nội bộ Chân Lạp bị chia rẽ nghiêm trọng. Trong 30 năm cầm quyền của Hoàng hậu Jayadevi từ 681 đến 713, giới quý tộc, quan lại Chân Lạp nổi lên phản đối mạnh mẽ sự cai trị của Hoàng hậu. Cuối cùng, sau 30 năm, đến năm 713, Hoàng hậu Jayadevi bị Pushkaraka, một vương thất Chân Lạp lật đổ. Sau đó, ông tự lập lên ngôi thành tại Sambhupura. Chính biến cố này đã đẩy Chân Lạp nhanh chóng sụp đổ, vương quốc liên tục bị chia rẽ nghiêm trọng sau khi Hoàng hậu Jayadevi bị lật đổ, hình thành hai chính thể là Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp. Trong khi phần phía Bắc tách ra khỏi vương quốc, lập lại nước riêng, đất nước Lục Chân Lạp trên mảnh đất khởi nguyên Chân Lạp xưa kia, thì tại phía Nam, vua Pushkaraka sau khi lên ngôi đã không thể bình định được tình hình Chân Lạp. Hàng loạt các tiểu quốc, sự tự trị nổi lên, tự lập nước riêng, không nghe lệnh Chân Lạp nữa. Trong khi đó, ở vùng vạn đảo phía nam xứ Chân Lạp, đế chế Srivijaya đã nổi lên mạnh mẽ, cai trị toàn bộ khu vực. Trước tình hình hỗn loạn tại Chân Lạp, năm 774, đế chế Srivijaya với nòng cốt liên minh Sailendra đã công phá Chân Lạp và chiếm được kinh đô Sambhupura, đẩy Chân Lạp diệt vong. Trong suốt một thế kỷ sau đó, những mảnh vụn của Chân Lạp trở thành chư hầu cho đế chế Srivijaya. Cùng với những xung đột, đối nghịch giữa các vùng đất đã không còn lại dấu vết gì của những đế chế vĩ đại trước kia. Những di chỉ khoa học khai quật được cũng cho thấy có một sự suy giảm đột ngột văn hóa, đặc biệt là chữ viết trong thời gian này, giúp chúng ta mường tượng về một thế kỷ tăm tối diễn ra trên mảnh đất này.
Và cũng ngay từ chính đống tro tàn ấy, Phượng Hoàng sẽ được tái sinh, mở ra thời đại hưng thịnh nhất trong lịch sử Campuchia. Năm 790, một quý tộc tại Chân Lạp bị bắt sang làm con tin tại Sailendra là Jayavarmanhai. Nhân cơ hội nhà Sailendra suy yếu, ông đã vượt biển quay trở về mảnh đất tổ tiên. Tại đây, Jayavarmanhai tuyên bố mình là vua của người Khmer. Ông nhanh chóng xây dựng thế lực và chinh phạt nhiều tiểu quốc khác. Trong những năm sau đó, Jayavarmanhai thu phục được một vùng lãnh thổ rộng lớn, kiến lập lên đế chế Khmer. Ông lên ngôi vào năm 802, xưng làm Chakravartin, vua thiên hạ. Bởi thế, ông không chỉ trở thành một vị vua mà còn khẳng định nền độc lập của vương quốc trước đế chế vạn đảo Sriwijaya. Đồng thời, ông còn cho xây dựng kinh đô mới tại Hariharalaya, đặt nền móng cho đế đô Angkor sau này. Jayavarmanhai trị vì đế chế đến năm 834, truy phong hiệu Parameswara, tức chúa tể. Trong suốt thời đại của Jayavarmanhai, vương quốc Khmer phát triển mạnh mẽ. Jayavarmanhai đã mang văn hóa, nghệ thuật vạn đảo Sailendra về cho vương triều Khmer, làm sống dậy cả một nền văn minh trên mảnh đất này. Vương quốc Khmer phát triển cực thịnh và đạt tới sự hùng mạnh của một đế chế vào thế kỷ 12 khi chinh phục một vùng lãnh thổ rộng lớn xung quanh, bao gồm vùng đồng bằng Thái Lan, cao nguyên Lào cùng khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam ngày nay. Trong thời gian này, công trình Angkor Wat cũng được xây dựng. Trong tiếng Khmer, Angkor nghĩa là thành phố hay kinh đô, còn Wat có nghĩa là đền. Angkor Wat được nghĩa là thành phố đền. Công trình này thờ thần Vishnu và được coi là trung tâm tôn giáo, đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Khmer. Huy hoàng là vậy, nhưng đế chế vẫn gặp những thất bại lớn khi 5 lần công phá thất bại Đại Việt liên tiếp trong các năm 1128, 1129, 1132, 1138 và 1150. Và đặc biệt nhất là cuộc chiến tranh với Champa năm 1177. Năm 1177, nhân cơ hội bộ Khmer đang tranh chấp quyền kế vị, vua Champa đưa quân tấn công đế đô Angkor của Khmer trong một cuộc binh vận đường thủy chấp nhoáng. Kết quả, Champa giành thắng lợi lớn, Angkor bị cướp phá, đế chế Khmer bị tê liệt. Phải tới 16 năm sau, một hoàng thân Khmer mới đánh đuổi hoàn toàn được Champa và khôi phục lại được đất nước. Ông là Jayavarman VII, vị vua vĩ đại nhất đế chế Khmer từ sau tiền tổ Jayavarman II khởi dựng vương quốc. Ngay sau khi đánh đuổi Champa, Khmer đã tính tới chuyện thôn tính lại mảnh đất này. Năm 1190, vua Jayavarman VII cử một đạo quân lớn sang tấn công Champa và biến Champa trở thành một tỉnh của Khmer trong một thời gian dài. Những năm sau đó, Jayavarman VII lãnh đạo Khmer chinh phạt cả vương quốc Hariphanchai, miền Bắc Thái Lan, đánh chiếm luôn cả một vùng rộng lớn tại bán đảo Mã Lai, xây dựng lên thời đại Khmer cường thịnh. Vua Jayavarman VII được coi là vị hoàng đế vĩ đại cuối cùng của Khmer, không chỉ vì những chiến tích mà ông còn là người thống nhất tâm thức Khmer. Ông cho xây dựng kinh đô mới Angkor Thom thay cho đế đô đã bị người Champa tàn phá. Angkor Thom nghĩa là thành phố vĩ đại. Tại trung tâm Angkor Thom, nhà vua, một Phật tử đã cho xây dựng bảo tháp với hình dạng khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Kết hợp với những công trình đền, tháp, canh rạch tạo nên một công trình kỳ vĩ là đỉnh cao của đế chế Khmer. Sau thời vua Jayavarman VII, đế chế Khmer còn tấn công Đại Việt thêm 3 lần nữa vào các năm 1207, 1216 và 1218 nhưng đều không thành công. Đến sau năm 1218, Đại Việt không còn thấy quân Khmer quay trở lại nữa. Hơn thế nữa, năm 1220, đế quốc Khmer còn cho lui quân từ bỏ Champa mà không có một cuộc biến động lớn nào tại Champa cả. Tất cả đã báo hiệu sự suy tàn của đế chế. Ở phía Tây, người Thái nổi dậy, tách ra khỏi Khmer, thành lập vương quốc Sukhothai. Người Thái vươn mình trở thành đối thủ chính của Khmer tại khu vực.
Trong những năm tiếp theo, đế chế Khmer tuột dốc không phanh và đứng trước nguy cơ diệt vong khi người Mông Cổ tiến đến khu vực, buộc đế chế Khmer phải chiều cống, thần phục và chấp nhận sự độc lập của vương quốc Vạn Tượng. Thiên tai, hạn hán, lũ lụt cùng hệ thống thủy lợi thoái hóa đẩy mùa màng thất bát càng làm đế quốc suy sụp hơn. Trong khoảng thời gian sau đó, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 là giai đoạn đế chế Khmer bị thu hẹp đất đai, suy tàn nhanh chóng và biến mất trên bản đồ. Tại phía Tây, Khmer liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Vương quốc Thái Ayutthaya. Trong 200 năm sau khi giành độc lập, đối thủ chính của người Khmer là người Thái đã lớn mạnh. Vương quốc Ayutthaya được kiến lập và người Thái mở nhiều chiến dịch tấn công Khmer. Cuối cùng, năm 1431, đế chế Khmer thất thủ, kinh đô Angkor bị tàn phá. Các vua Khmer phải chuyển kinh đô về Long Vách, vùng đông nam Tôn Lê Sáp, bám trụ dọc theo lưu vực sông Mekong, tạo ra một thời kỳ ổn định ngắn cho người Khmer. Tuy nhiên, vào năm 1594, người Thái Ayutthaya lại tấn công và tàn phá kinh đô Long Vách. Sự sụp đổ của Long Vách đã đánh dấu một bước ngoặt lớn. Từ nay về sau, vương quốc sẽ không bao giờ gượng dậy, huy hoàng như trước nữa. Bước sang thế kỷ 17, Cao Miên có sự ổn định trở lại khi định đô tại Âu Đoan. Các vua Cao Miên mở rộng quan hệ với người láng giềng mới tại phía đông là các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, nhằm cân bằng ảnh hưởng từ vương quốc Ayutthaya tại Thái Lan. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 17 trở đi, Cao Miên trở nên suy yếu trầm trọng trước hai người láng giềng hùng mạnh. Cao Miên không thể duy trì như một vùng đệm cân bằng hai thế lực nữa. Sự định cư của người Việt tại đồng bằng sông Cửu Long từ đầu thế kỷ 17 đã dẫn tới việc các chúa Nguyễn sát nhập hoàn toàn vùng đất này vào năm 1757. Trong khi đó, ở phía Tây, khu vực Bát Tam Bang, Siêm Riệp cũng nhập vào lãnh thổ Siêm La. Thế kỷ 18 chứng kiến cả người Thái Siêm La lẫn người Việt Đàng Trong ra sức can thiệp vào nội bộ Cao Miên, tìm mọi cách đưa người của mình lên làm vua. Cao Miên lần lượt trở thành phiên thủ của Siêm La, rồi Đại Nam và cuối cùng trở thành phiên thủ của cả hai. Đến nửa cuối thế kỷ 19, Đông Nam Á rơi vào cảnh đô hộ của các nước thực dân phương Tây. Tại Đại Nam năm 1863, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông. Ngay lập tức, năm 1863, Cao Miên ký hiệp ước với Pháp để thiết lập quyền bảo hộ của Pháp tại xứ Cao Miên, dựa vào Pháp để thoát khỏi sự kìm kẹp của Siêm La và Đại Nam. Sang năm 1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây của Đại Nam, hoàn toàn công cuộc thu đoạt lục tỉnh Nam Bộ của Đại Nam. Sau đó, Cao Miên được sáp nhập vào Liên bang Đông Dương thuộc Pháp. Còn tại phía Tây, năm 1906, Pháp đánh Siêm La, buộc Siêm La phải trả các vùng chiếm đóng từ xứ Cao Miên trước đó là Bát Tam Bang, Siêm Riệp, Miên Chay và Âu Đơ. Bước vào chiến tranh thế giới thứ hai, Cao Miên trong khối Đông Dương bị quân Nhật chiếm đóng đến năm 1945 thì quay trở lại với Pháp. Sang năm 1946, Cao Miên được trao quyền tự chủ thuộc Pháp và chế độ bảo hộ được bãi bỏ 3 năm sau đó vào năm 1949. Năm 1953, cùng với những chiến thắng của Việt Nam trước Pháp, Campuchia được độc lập vào ngày 9 tháng 11. Sau Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, trong thập kỷ 1950, Campuchia đi theo con đường trung lập, không can dự vào các cuộc xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, thời kỳ này, chính phủ Campuchia xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khối xã hội chủ nghĩa hơn, nhận viện trợ từ cả Liên Xô và Trung Quốc, đồng thời giúp đỡ quân giải phóng Việt Nam. Sang thập kỷ 1960, trước những diễn biến leo thang tại Việt Nam, Campuchia cũng trở thành một chiến trường quan trọng cho cả hai bên, khiến tình hình tại đây trở nên căng thẳng. Cuối cùng, những tác động đó đã đẩy Campuchia rơi vào cuộc chiến. Đến tháng 3 năm 1970, chính phủ bị lật đổ, chế độ quân chủ bị bãi bỏ, Cộng hòa Khmer được ra đời, chính phủ mới này có quan hệ tốt đẹp với khối tư bản chủ nghĩa và được trực tiếp Hoa Kỳ ủng hộ
đánh dấu nội chiến Campuchia bùng nổ. Sang năm 1975, cùng với chiến thắng tại Việt Nam, những tưởng Campuchia sẽ được hòa bình khi Campuchia Dân Chủ được ra đời. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Việt Nam, tại Campuchia Dân Chủ, cuộc sống trở nên rất ngặt nghèo. Những tàn tích của xã hội cũ buộc phải xóa bỏ, ngay cả đạo Phật hay đạo Thiên Chúa đều bị đàn áp, và xã hội sẽ được thanh lọc. Khoảng thời gian từ 1975 đến 1979 đã được chứng kiến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người bỏ mạng bởi chính quyền tự xưng là dân chủ này, chính quyền Khmer Đỏ. Quan hệ của Campuchia với hai nước láng giềng là Thái Lan và Việt Nam cũng trở nên xấu đi nhanh chóng. Các cuộc xung đột thường xuyên nổ ra ở biên giới hai nước. Những cuộc xung đột này ngày càng trở nên tồi tệ khi quân Khmer Đỏ thường xuyên tiến sâu vào biên giới, đột kích, giết phá người dân Việt Nam. Tháng 12 năm 1977, Khmer Đỏ tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sang năm 1978, họ đưa quân sang đánh sâu vào biên giới Việt Nam 30 km, giết chóc, rồi rút đi khi gặp sự phản công của quân đội Việt Nam. Trước tình hình đó, tháng 12 năm 1978, được sự ủng hộ của Việt Nam, mặt trận Campuchia Thống Nhất Bảo Vệ Quốc Gia được ra đời. Đây là tập hợp những cán bộ, người dân Campuchia trốn thoát khỏi nạn diệt chủng, chạy sang nương nhờ Việt Nam. Ngay trong tháng 12 đó, Việt Nam mở cuộc tấn công vào các lực lượng Khmer Đỏ tại Campuchia, đưa người dân tại đây thoát khỏi nạn diệt chủng. Sau khi đánh bại Khmer Đỏ, được sự giúp đỡ của Việt Nam, ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được ra đời. Tuy nhiên, lực lượng tàn dư Khmer Đỏ vẫn còn và Campuchia chưa thể tự bảo vệ, cũng như xã hội Campuchia cũng cần được giúp đỡ để phục hồi sau kiếp nạn. Vì vậy, các lực lượng Việt Nam đóng tại Campuchia thêm 10 năm nữa và trở về vào năm 1989, kết thúc nghĩa vụ thiêng liêng. Đến năm 1993, trong cuộc bầu cử do Liên Hợp Quốc bảo trợ, 90% người dân Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử. Quốc hội được thành lập và thông qua hiến pháp. Theo đó, Campuchia sẽ là một quốc gia đi theo con đường quân chủ lập hiến, tự do và trung lập. Vương quốc Campuchia được khôi phục hoàn toàn và đi trên con đường phát triển trong thế kỷ mới. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.